hôm nay mình sẽ set up lại bàn làm việc của mình. Hồi đó giờ mình sử dụng cái hộp này để kê cái màn hình, nhưng mà nhìn nó không được thẩm mỹ cho lắm. Với lại mình cần có một cái khe hở để mình để cái HDMI này vào. Giờ mình sẽ đi dây tổng thể lại trước, trông có vẻ khá là gọn gàng đó chứ. Ngoài ra mình cần có cái ngăn kéo để mình đựng cái khăn lau máng kiến này. Mình đo kích thước rồi vào việc thôi. Đây là thành quả sau 1 tiếng đồng hồ. Cái chữ B này là để cầm kéo cái hộp ra nha. Rồi lưu file lại và đưa lên phần mềm in 3D thôi. Cái mẫu hộp kéo thì mình in khoảng 51 phút, còn cái mẫu chân đế mình phải dựng thêm cái support cho nó và in mất khoảng gần 8 tiếng đồng hồ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đưa cái file này cho con máy in 3D nó chạy nha. Lớp in đầu tiên cực kỳ mượt luôn, quá là đã. In xong rồi nè, mẫu in ra cực kỳ chất lượng, các bạn thấy không? Tiếp theo mình sẽ in cái chân đế này, vì đây là mẫu in 8 tiếng nên mình đánh một giấc dậy là sáng mai là có rồi. Wow, cái màu cam này nhìn đã con mắt quá các bạn ơi. Điều đặc biệt nữa là bạn có thể làm theo chính kích thước của mình. Rồi bây giờ mình sẽ quăng cái hộp này đi và thay nó vào bằng cái mẫu in 3D của mình. Còn cái ngăn kéo ở trên đây mình có thể đựng bất cứ thứ gì mà mình cần. In 3D luôn Thịnh, in mọi thứ bạn thích.